lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8% năm. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm việc với Huyện ủy Xuyên Mộc. Tự tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm xây dựng tại xã Long Sơn. Những thông tin được điểm lại đầu tiên trong vòng quay 24 giờ liên quan đến văn bản mới của Chính phủ và các bộ ngành trung ương vừa ban hành. Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội sẽ là 4,8% năm, quyết định số 1232 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Theo quyết định này, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Như vậy, so với năm 2019, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2020 vẫn được duy trì ở mức 4,8% một năm. Sẽ có 12 nhóm dịch vụ trong danh mục dịch vụ xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam. Đây là điểm mới trong dự thảo sửa đổi bổ sung danh mục dịch vụ xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi. 12 nhóm dịch vụ gồm gia công, bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác, dịch vụ vận tải, du lịch và đi lại, dịch vụ xây dựng, bảo hiểm và hưu trí, tài chính, phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, máy tính, thông tin và viễn thông, kinh doanh, văn hóa và giải trí, hàng hóa và những dịch vụ chính phủ chưa phân loại ở nơi. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, danh mục dịch vụ xuất nhập khẩu Việt Nam gọi tắt là VCITS 2011 cần phải sửa đổi để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin, thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán hội nhập, thống kê xuất nhập khẩu và đảm bảo tính so sánh theo các chuẩn mực quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Cái Mép có trách nhiệm mời đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để kiểm định, đánh giá độ bền và kết cấu công trình để cảng CMIT tiếp nhận tàu container đến 199.000 deep quay giảm tải, đảm bảo an toàn công trình bến cảng, báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định và báo cáo kết quả thử nghiệm về Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kiểm định cầu cảng của bến cảng CMIT, Cục Hàng hải Việt Nam được giao tổ chức cập nhật và phê duyệt điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu đến 199.000 deep quay, giảm tải ra vào cảng CMIT, đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng hải. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Cái Mép đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cho phép cảng CMIT được đón các tàu 199.000 deep quay giảm tải của hãng tàu MSC ra vào cảng CMIT. CMIT dự kiến đón chuyến tàu đầu tiên vào ngày 2 tháng 9 năm 2020. CMIT hiện là một trong số 20 cảng biển trên thế giới có khả năng làm hàng cho siêu tàu container có trọng tải lên tới 194.000 deep quay. Thưa quý vị, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Huyện ủy Xuyên Mộc nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch triển khai các công việc sau Đại hội Đảng bộ huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2020-2025, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị của địa phương. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc, cùng dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện Xuyên Mộc đều không đạt kế hoạch đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn cũng rất chậm. Hiện vốn đầu tư bằng ngân sách tỉnh mới giải ngân đạt 30,68% so với kế hoạch vốn được giao. Nguồn vốn ngân sách huyện qua 6 tháng giải ngân đạt 33,38%. Đầu tư xã hội mới thực hiện đạt 30,84%. Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy Xuyên Mộc kiến nghị tỉnh sớm triển khai khu nông nghiệp công nghệ cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh, chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án du lịch chậm triển khai, đầu tư các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, các hồ điều tiết nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân. Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phước Bửu đến năm 2030 và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hồ Tràm, đồng thời xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải ở những khu vực này. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện Xuyên Mộc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Xuyên Mộc nỗ lực hơn nữa tìm giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp trong những tháng còn lại của năm 2020.
cao nhất. Chúng ta mong rằng là 6 tháng cuối năm, hộp tổng kết của tỉnh Xuyên Mộc là một điểm sáng trong 4 tháng còn lại của năm 2020 về mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo cái trật tự an toàn xã hội. Trong phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cũng như các địa phương trong tỉnh, Xuyên Mộc không để vì dịch bệnh COVID-19 mà đứt gãy kinh tế, để kinh tế tăng trưởng âm, đặc biệt phải thúc đẩy hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn đã thực hiện khảo sát một số khu vực gồm công viên cột cờ Bãi Sau, quảng trường Trưng Vương, tuyến đường Quang Trung, Bãi Trước. Đây là những nơi mà thành phố dự kiến tổ chức các sự kiện chào năm mới. Riêng trên tuyến đường Nguyễn An Ninh dự kiến thiết kế những bãi đậu xe nhằm phục vụ cho phát triển du lịch. Tại khu vực quảng trường Trưng Vương dự kiến xây dựng khu phố đi bộ và chợ đêm, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cho rằng phát triển kinh tế đêm nhằm tạo diện mạo mới cho thành phố. Vì vậy, chọn không gian xây dựng phố đi bộ và chợ đêm khu vực này vừa góp phần phát triển không gian thương mại, vừa tạo ra không gian văn hóa nghệ thuật của thành phố. Khu vực đường Quang Trung Bãi Trước, khu vực công viên của cờ Bãi Sau dự kiến tổ chức các sự kiện chào năm mới cũng là tạo thêm điểm nhấn trong hoạt động văn hóa phục vụ người dân du khách đến Vũng Tàu. Tuyến đường Nguyễn An Ninh đoạn gần khách sạn Paradise dự kiến xây dựng bãi đậu xe và do đây là đất của doanh nghiệp nên thành phố sẽ có ý kiến báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét cho chủ trương. Nghị quyết đại hội đảng của thành phố lần thứ 7 là tập trung phát triển du lịch cho thành phố. Thành phố xem du lịch là một trong những cái ngành kinh tế hết sức là quan trọng để tạo cho thành phố có một cái diện mạo mới trong cái nhịp kỳ mới. Vì vậy cho nên hôm nay thường trực Ủy ban nhân dân thành ủy đi khảo sát một số tất cả các vị trí để mà chúng ta có thể nhìn lại toàn bộ tất cả không gian của thành phố, từ đó có những cái định hướng tốt hơn cho việc xây dựng những nghị quyết du lịch cũng như là phát triển một số tất cả các loại hình dịch vụ phù hợp nhất. Thời gian qua, các sự kiện hoạt động phục vụ du lịch dù đã được thành phố Vũng Tàu nỗ lực triển khai nhưng còn ít, không thu hút được du khách. Và sau chuyến khảo sát này, thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có cơ sở định hướng tốt hơn cho việc xây dựng nghị quyết du lịch, tạo không gian phát triển du lịch thành phố trong tương lai. Thưa quý vị, năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu triển khai từ lớp 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì việc chọn sách giáo khoa lớp 1 được giao cho các địa phương và từng trường tiểu học quyết định. Và từ cuối tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 5 năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất việc nghiên cứu lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Đến thời điểm này, nguồn sách giáo khoa lớp 1 cũng đã được ngành giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty sách thiết bị trường học tỉnh cung ứng đến tận nhà trường. Bộ sách giáo khoa lớp 1 được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lựa chọn cho năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 9 cuốn lọc từ 5 bộ sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Trong số này, môn tiếng Việt, môn đạo đức và môn mỹ thuật lấy từ bộ sách Chân trời sáng tạo, sách toán và sách giáo dục thể chất lấy từ bộ sách Cánh diều, môn tự nhiên xã hội và môn âm nhạc lấy từ bộ sách Cùng học để phát triển, môn hoạt động trải nghiệm lấy từ bộ sách Vì sự bình đẳng. Việc cung ứng sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do công ty sách thiết bị trường học tỉnh phụ trách đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, công ty đã nhập về 29.000 bộ sách giáo khoa lớp 1, nhiều hơn 5.000 bộ. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo về số học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Ngoài cái số học sinh sẽ mua sách lớp 1 trong năm tới thì chúng tôi có nhập thêm để bổ sung cho cái nhu cầu mà trong quá trình học thì học sinh có thể làm mất sách hoặc là cho cái việc học sinh học hè, học thêm ở bên ngoài. Năm học này thì cái chúng tôi chủ yếu là cung cấp sách ở các trường học. Sách giáo khoa lớp 1 khi nhập về, công ty sách thiết bị trường học cung cấp chủ yếu đến các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh theo số lượng mà các trường đăng ký. Thưa quý vị, thông thường như mọi năm thì tháng 8, tháng 9 là cao điểm dịch bệnh sốt xuất huyết tại Bà Rịa Vũng Tàu. Số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trong thời điểm này tăng đến hơn 30% so với những tháng trước và sau đó. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thì từ cuối tháng 7 cho đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết có tăng nhưng rất nhẹ, thậm chí là có tuần ca sốt xuất huyết còn giảm dần.
Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên không thể chủ quan, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra. Công tác phòng chống sốt xuất huyết vì vậy đang được các địa phương chú trọng. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 461 ca sốt xuất huyết, chiếm hơn 50% số ca mắc toàn tỉnh. Nhưng so với số ca mắc sốt xuất huyết cùng kỳ năm 2019 là giảm đến 77% và giảm 70% so với số ca mắc trung bình giai đoạn 2017-2019. Nguyên nhân khiến sốt xuất huyết tại thành phố Vũng Tàu nói riêng và cả Bà Rịa Vũng Tàu nói chung giảm sâu là năm 2019 là năm diễn tiến theo chu kỳ của sốt xuất huyết, số ca bệnh tăng đột biến. Thêm nữa, hơn 60% số ca mắc này đều do chủng virus Delta 2, chủng virus gây sốt xuất huyết mới, nên đã tạo được miễn dịch cộng đồng. Thêm vào đó, công tác phòng chống sốt xuất huyết được chủ động ngay từ đầu năm, tập trung vào những địa bàn nóng về sốt xuất huyết, nên đã kịp thời khống chế dịch sốt xuất huyết lây lan rộng. Trạm y tế phường nữa, kết hợp với khu phố, với tổ dân phố, ra quân đồng loạt để đi vãng ra, đi tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong khu phố và thậm chí cả cán bộ tổ dân phố hiểu biết thêm và có ý thức thêm về cái dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết. Đấy mà cái ý thức của bà con nâng lên thì cái sốt xuất huyết nó giảm đi. Số ca sốt xuất huyết đang giảm sâu nhưng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu vẫn cảnh báo đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Bà Rịa Vũng Tàu thường rơi vào cuối tháng 8, tháng 9. Vì vậy, người dân không được chủ quan với sốt xuất huyết. Ở thành phố Vũng Tàu, cái số ca mắc thường tập trung vào từ tháng 7, tháng 8 và đỉnh cao là tháng 9 trong những năm trước đây. Bây giờ là vào mùa mưa, thì trong tháng 7 vừa rồi số ca mắc có nhỉnh hơn một ít. Mặc dù nó chưa có đáng kể, nhưng vì mưa nhiều, mật độ muỗi bắt đầu gia tăng ở tất cả các địa bàn. Thì đây cũng là một cái vấn đề đáng lo ngại. Để công tác phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục đạt kết quả tốt, sự tham gia của toàn cộng đồng trong thực hành các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết rất quan trọng. Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, ngành y tế tiếp tục kêu gọi người dân cùng chung tay với ngành chức năng và chính quyền địa phương phòng chống sốt xuất huyết. Thưa quý vị, từ tháng 2 năm 2020 cho đến nay, tình hình xây dựng trái phép tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu diễn biến phức tạp, nhất là quanh khu vực dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam. Qua kết quả kiểm tra, ngành chức năng của thành phố Vũng Tàu phát hiện 112 trường hợp vi phạm về đất đai xây dựng trên địa bàn xã Long Sơn. Trong đó có 41 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã và 71 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân xã Long Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức cá nhân vi phạm theo thẩm quyền và đã tống đạt đến các cá nhân tổ chức vi phạm từ tháng 6 năm 2020. Đến nay thì 25 công trình nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật hóa dầu thuộc thôn 1 xã Long Sơn đang được chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ. Thời gian qua, lợi dụng việc xây dựng nhà xưởng để phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, nhiều tổ chức cá nhân đã tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang phi nông nghiệp. Nhiều công trình xây dựng sai phép, trái phép từ hàng chục đến hàng ngàn mét vuông mọc lên. Đã có 112 trường hợp bị ngành chức năng phát hiện và xử lý, trong đó một số trường hợp chỉ chấp hành đóng phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định cưỡng chế đối với 53 trường hợp, trong thời hạn quá 15 ngày không tự giác tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế. Đến thời điểm này, 25 công trình nằm trong hành lang an toàn hóa dầu thuộc địa bàn thôn 1 xã Long Sơn đã và đang tự tháo dỡ, trong đó có 7 công trình quy mô lớn của doanh nghiệp và 18 công trình quy mô nhỏ của các hộ dân. Qua nắm bắt thì các hộ đây thì người ta đã tìm cái đất khác và người ta thuê, thì người ta cũng đang di dời. Một số hộ dân thì còn đất thì người ta cũng tạm thời tháo dỡ hết, rồi chờ chủ trương của tỉnh, thành phố rồi người ta cũng xin phép để có thể tổ chức hoạt động kinh doanh. Theo đại diện thôn 1 xã Long Sơn, hầu hết các trường hợp xây dựng trái phép trong khu vực là người từ địa phương khác đến. Công trình vi phạm chủ yếu là nhà tiền chế. Và hiện hầu hết các trường hợp đã thuê mặt bằng ở nơi khác để tháo dỡ, di dời công trình xây dựng trái phép. Đảng ủy xã vận động nhưng mà người ta tự động tháo gỡ, thời điểm này đã đang tháo gỡ, cũng khoảng 80%,
trong tổng số 25 hộ là thay đổi 80%, chứ còn lại là một hai công ty đó chưa có công nhân làm. Cũng nói chung là nó mới đây đến ngày 20 là xong. Dự kiến đến hết tháng 10 năm 2020, cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu sẽ cưỡng chế những công trình vi phạm còn lại không tự tháo dỡ để ngăn chặn nguy cơ phát sinh các trường hợp vi phạm mới có thể ở cả khu vực đảo Gò Găng. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Long Sơn tăng cường nắm địa bàn, thường xuyên rà soát kiểm tra và xử lý kịp thời, thích đáng mọi hành vi công trình xây dựng trái phép.